Hello mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục khoe với mọi người về một chuồng gà trên sân thượng nhà mình để tiếp nối chuỗi clip về nuôi gà trên sân thượng nha các bạn. Đàn gà mái nhà mình hôm nay đã được khoảng tầm 7 tháng rồi, 6 tháng rưỡi 7 tháng rồi nha các bạn. Đàn gà đang vào thời kỳ đẻ rộ đấy các bạn nha. Đây là đàn gà mà mình đã nuôi từ đàn gà tổng 50 con gà giống, và cho đến ngày hôm nay thì mình đã ăn thịt mất khoảng 25 con rồi. Còn lại khoảng 25 con thì mỗi một ngày mình có thể nhặt được ở trong chuồng 5-7 quả trứng đó các bạn nha. Thế mình thấy lác đác gà đẻ 5-7 quả trứng. Đàn gà này thì được hơn 6 tháng rồi, khoảng gần 7 tháng đấy các bạn nha. Gà đang ăn thịt rất là ngon, thịt dai chắc ngọt. Và mình đã ăn thịt gà nhà mình rồi thì mình sẽ không ăn được thịt gà nuôi công nghiệp ở chợ nữa các bạn nha. Đấy các bạn xem đây, mình vừa mới thay lượt chấu mới vào chuồng gà các bạn ạ. Ở chuồng gà nhà mình vừa mới mất rất là nhiều thời gian để mình hót được 4 bao phân đệm lót này, mình bỏ ra ngoài rồi để chiều nay mình sẽ mang vào trong vườn ủ đất trồng rau. Đấy, vì hôm nay trời mưa mình chưa mua được nhiều chấu cho nên là mình mới đổ vào đây được 2 bao chấu thay thế các bạn nha. Đấy, gà đang bới tung chấu rất là hào hứng đây các bạn này. Đấy, các bạn xem có thấy thích không ạ? Đàn gà nhà mình hiện tại trong này chỉ còn có 25 con thôi, chứ trước đây nó là một đàn gà chật, một chuồng gà chật ních 50 con cơ các bạn nha. Bây giờ thì gà thoải mái rộng rãi để vận động rồi. Mình chỉ nuôi mỗi gà mái thôi và mình không thích nuôi gà trống, bởi vì là gà trống rất là hiếu chiến và nếu như nhiều con trong cùng một chuồng nó sẽ hay cắn mổ nhau. Đấy cho nên là mình nuôi gà mái thì mình thấy thích hơn, bởi vì gà mái cho mình trứng và nếu như mình không ăn hết ấy, thì mình có thể khai thác trứng của gà cũng rất là ok các bạn ạ. Đấy, các bạn xem gà nhà mình đây ạ, đàn gà mái hơn 6 tháng tuổi đang rất là béo tốt khỏe mạnh, rất là tuyệt vời các bạn nha. Đấy, thế còn các bạn có thể nhìn thấy là cái khu vực ở bên trong thôi các bạn này. Đấy, bên trong này cái chấu nó vẫn còn nâu nâu thâm thâm ấy. Đấy là cái lượt chấu cũ mình hót chưa hết đấy các bạn nha. Mình hót chưa hết bởi vì là mình mệt rồi. Mình hót được 4 bao là mình đã thấy chán rồi, mình mệt lắm rồi. Và mình không thích hót chấu nữa. Thế là mình bỏ đấy, mình đổ thêm chấu mới vào cho nó sạch sẽ. Sau đó thì mình quay clip khoe với tất cả các bạn đây nha. Đấy. Hôm nay thì mình đã hót được 4 bao chấu rồi. Mình hót được 4 bao chấu đầy rồi và mình yên tâm là chiều nay mình sẽ mang vào vườn để ủ đất trồng rau. Mình đã sử dụng rất là nhiều loại phân bón khác nhau. Thế tuy nhiên thì mình thấy là cái phân bón nhà mình ủ ra đấy thì mình biết rõ nguồn gốc và biết rõ chắc chắn đấy là nguồn phân sạch. Bởi vì là phân hữu cơ mà mình mua ở ngoài thị trường thì mình cũng không biết là người ta trộn những cái gì vào. Thứ hai nữa là mình thấy nhiều khi cái phân mình mua đấy, cái hiệu quả nó không tốt bằng phân mình tự làm ra như thế này các bạn nha. Mình thường là mình mỗi một tuần thì mình sẽ luân phiên hót phân ở tất cả các chuồng gà trong chuồng nhà mình ấy. Đấy, nhà mình có 3 cái chuồng nuôi gà và chim bồ câu thì mình sẽ hót luân phiên mỗi tuần một chuồng, và mỗi một tháng thì một chuồng gà sẽ gần như là được thay chấu mới một lần. Đấy, để mình mang vào trong vườn ủ đất trồng rau. Các bạn nhìn xem cái bao phân là mình hót mình để góc chuồng đấy các bạn này. Đấy là cái phân mà phân chất thải từ đàn gà con từ đàn gà mái của nhà mình nha. Đấy, mỗi một tháng thì mình sẽ hót một lần và mình hót luân phiên mỗi một chuồng, tuần nào mình cũng hót một chuồng. Đấy các bạn xem gà leo lên tận trên nóc của lồng chim bồ câu để đẻ trứng này. Mình mà biết con nào đẻ là mình cho vào nồi ngay lập tức. Đấy, đây đàn gà đây. Đàn gà đây và nó đang đào bới xới lộn cái đống chấu này của nhà mình lên các bạn nha. Thực ra mình khi mình đổ chấu vào chuồng gà đấy mình chẳng cần phải trải đều ra đâu, bởi vì là mình cứ đổ cả đống vào đấy mà gà nó sẽ tự khắc làm cái nhiệm vụ đấy. Đấy, hôm nay mình mới đổ được 2 bao chấu vào thôi. Chiều nay mình sẽ đi mua thêm, mình sẽ gọi nhân viên ở cửa hàng nông nghiệp người ta mang đến khoảng 15 bao nữa và mình sẽ đổ vào trong chuồng gà để thay nha. Đây các bạn xem hôm nay mình hót được 4 bao chấu này. Mình hót được 4 bao chấu này mình để ngoài này các bạn này. Đấy. 4 bao chấu to nha các bạn. Cái loại bao mà đựng cám công nghiệp với loại đựng thóc ấy rất là to chứ không phải là cái bao nhỏ nhỏ đâu. Đấy mình hót được 4 bao như thế này.
và mình mang lát nữa thì mình sẽ mang xuống để chiều trở vào trong vườn trong để mình trải ra làm vườn trồng rau. Đấy, nhà mình rất là bận, ngoài thời gian làm việc cơ quan nhà nước thì mình phải làm vườn rất là nhiều nha. Các bạn xem kênh thì hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký clip, đăng ký kênh và like clip của mình nha, để cùng chia sẻ cho mọi người cùng xem và có thể nhận được ra các thông tin khi mình đăng các clip mới, để sẽ là người đầu tiên các bạn xem các clip mới của mình nha. Mình chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Chúc tất cả mọi người đam mê trồng rau nuôi gà thì ai cũng có thể thành công trong cái việc xây dựng cho mình một cái mô hình nuôi gà nho nhỏ như nhà mình, để có thể cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.